Chào hai các bạn, hôm nay mình sẽ thực hiện bài 4 đếm giờ phút giây hiển thị trên 8 lít 7 đoạn. Thời gian có thể tùy chỉnh nhanh tùy mô phỏng. Đầu tiên là bề mặt nguyên lý. Thì mình có một con BC 16F887. Đầu tiên là mình sẽ cấp nguồn. Nguồn dương. VCC bằng 5V DC. Trên này chính VDD. Còn chân VSS mình sẽ nối với lại nguồn, nối với lại mass. Tiếp theo là chân master clear. Master clear mình sẽ nối với lại một con điện trở 4K7 ohm, nối với lại nguồn VCC. Này nối với lại một con điện trở 220. Thì đó là nút nhấn. Đó là nút reset. Rồi sau đó nối với mask, mình có một cái chân reset cho con vi điều khiển này. Rồi mình đã xong chân reset rồi, tiếp đó là mặt cấp xung. Chân OS1 và OS2. Đây mình nối lại một con cầu điện. Cầu điện đây mình dùng 27 picofarad. Và còn hai chân máy S1 và S2 thì mình sẽ nối với lại thạch anh. Tụ điện để bảo vệ. Hai tụ điện ở đây mình dùng 27 picofarad. Thạch anh là 10 mA. Rồi bọc C và bọc D mình sẽ nối với lại cái dãy 8 con led 7 đoạn này. Bộ này gồm có 8 con led 7 đoạn.
Ở đây nó sẽ có một cái dãy chân, chân là chân nối với lại A, B, C, D, E và F, G và chân DB. Còn phía bên này nó sẽ là các cái đầu ra của cái con led 7 đoạn này. Chân A, B, C, D, E, G, F, D, B thì mình sẽ nối với lại bọt C. Còn các cái chân nối lên nguồn dương mình sẽ nối với lại bọt D, và nối với lại một con diode để mà nó dẫn tùy theo cái chương trình mình viết code. Đầu tiên là bọt C, giờ ở đây C0, đây C7. C0 sẽ nối với lại A, cho tới C7 nối với lại DB. D0 cho tới D7. Sẽ nối với lại mỗi con sẽ nối với lại một cái cổng nót. Như này. Nó này là để quét khi mà chân này bằng không thì nó sẽ rồi. Mình đã xong mặt nguyên lý rồi. Phần tiếp theo là lưu đồ. Ở đây mình có sẵn cái lưu đồ của cái bài này là ban đầu mình bắt đầu, sau đó khai báo thư viện các biến cho giây phút, giây bằng không, phút bằng không, giờ bằng không. Rồi sau đó cho cái chương trình quét hiển thị 8 led 7 đoạn này. Rồi tiếp theo là nhập dữ liệu cho từng led 7 đoạn. Rồi sau đó là cho biến dây tăng lên một đơn vị. Rồi tiếp đến là câu điều kiện dây bằng, nếu mà dây bằng 60 á, thì anh nếu mà dây chưa bằng 60 á, thì đến phút còn nếu mà dây bằng 60 á, thì dây sẽ xét về không, phút sẽ tăng một đơn vị. Sau đó kiểm tra thử phút có bằng 60 không, nếu mà phút bằng 60 thì phút bằng không, giờ sẽ tăng một đơn vị. Sau đó là giờ bằng 2, kiểm tra giờ có bằng 24 không, nếu mà giờ 24 thì giờ sẽ bằng không, và sau đó nó sẽ quay lại cái vòng lặp là quét quét trên 8 led 7 đoạn để hiển thị được 8 led 7 đoạn. Sau đó là nhập dữ liệu cho từng led 7 đoạn là các giây phút giờ đây. Rồi, tiếp đến là phần viết code.
code mình có code của hay là ban đầu như lưu đồ. Ban đầu nó sẽ khai báo thư viện và khai báo các biến, rồi cho fill hs là dùng thanh anh bên ngoài, use delay là dùng dùng cái hàm delay là 10 ms, còn clear 16x87 mh là cái hàm gọi thư viện list header ra. Rồi ở đây dữ liệu hiển thị của mình là ban đầu là cho các chân đều ở mức cao hết thì con led nó sẽ không sáng, nó sẽ không hiển thị gì hết. Rồi đây là mã của led 7 đoạn trong các bài trước là từ 0 cho tới 9. Sau đó mình khai báo biến giờ phút giây, rồi khai báo biến quét để sử dụng. Đây là hàm con hiển thị, và con hiển thị là để dùng cái quét hiển thị 8 led 7 đoạn này là cho output D quét. Ban đầu cho quét quét bằng 0xFE là 1 0 thì nó sẽ sáng lên con led đầu tiên từ bên phải qua, sau đó là for y bằng 0, y bé hơn 8, y cộng cộng là thực hiện cái vòng lặp này, đó là output D quét, output C thực hiện cái dữ liệu hiển thị, xuất cái dữ liệu hiển thị, đó là cho delay, delay ở đây cho bằng 20 giây để thực hiện được cái hình ảnh nó nhanh, nó nhỏ để chia là ở cái phần quy bằng 0 cho đến quy bé hơn 100 này là nó sẽ chạy 100 lần cái vòng lặp này. Vòng lặp mà nó chạy đây là chạy một chu kỳ của con led 8 đoạn, là nó chỉ được một chu kỳ cho cái câu lệnh này thôi, là output C nó sẽ quay về lại 0 0, nghĩa là nó không hiện gì hết để khỏi bị lem. Rồi quét sẽ dịch sang trái 1 cộng 1 để chọn được con led tiếp theo hiển thị cái gì thì nó sẽ thực hiện liên tục 8 lần là 8 con led. Sau đó là nó quét 100 lần thì nó sẽ hiện hình ảnh nó liên tục, thì mình sẽ thấy được là nó thành ảnh động. Và tiếp theo là phần nhập dữ liệu, thì dữ liệu hiển thị ở đây chọn hai ô cuối là thể hiện giây, hai ô tiếp theo thể hiện phút, và hai ô tiếp theo thể hiện giờ. Rồi xuất cấu hình cổng cho C và D là cổng output, ban đầu cho giây phút giờ đều bằng 0 hết, sau đó gọi hàm nhập dữ liệu là nhập dữ liệu vào các dữ liệu hiển thị rồi cho hiển thị là hàm hiển thị là hàm quét, nhập dữ liệu sau đó quét thì dây bằng dây cộng cộng. Nếu mà sẽ cho dây chạy, nếu mà dây bằng 60 thì phút cộng cộng dây bằng 0, nếu mà phút bằng 60 thì giờ cộng cộng phút bằng 0, nếu mà giờ bằng 24 thì giờ bằng 0. Sau đó là nó quay lại cái vòng lặp là giây phút lại nhập dữ liệu của giây phút giờ rồi hiển thị và quét. Rồi tiếp theo là phần mô phỏng,
chợ. Thì mình sẽ lấy cái vi xử lý ra. Sẽ chạy như này máy đang lắc cho nên mô phỏng hơi chậm. Xin phép cảm ơn thầy.